mở đầu bộ phim hai băng phái đang thanh trừ nhau. Nam chính của chúng ta Park Jun-mo vừa tiến vào nhanh chóng dọn đường, từ xa nhìn người vợ với ánh mắt buồn bã và đau đớn. Câu chuyện trở về 2 năm trước năm 1994 tại Seoul, khi đó Jun-mo chỉ là một cảnh sát chức vụ thấp ở địa phương, còn cô vợ Uy-jung đã thăng chức sang đơn vị quốc phòng. Gia đình vợ có truyền thống làm cảnh sát suốt bao nhiêu năm qua, do đó Jun-mo bị họ khinh thường khi chỉ là một cảnh sát quèn. Trong bữa ăn anh phải chịu đựng những lời nói không hay về mình. May mắn Uy-jung vẫn luôn bên cạnh quan tâm đến Jun-mo. Trong hộp trang sức của cô có một sợi dây chuyền, nó sẽ khiến Jun-mo khó chịu về sau. Lúc này tại Gangnam, tên Ji Chae-on đang làm DJ tại vũ trường nào đó. Có tên đại ca hay được gọi là Trung Sĩ Dung tìm đến Ji Chae-on, biết anh là dân địa phương ở đây và giỏi đánh nhau, đưa ra lời mời làm việc cùng nhau, với điều kiện mở quán cho Ji Chae-on và phải rủ bạn bè đến làm chung. Một năm sau đó, Ji Chae-on đã có chỗ đứng ở khu vực này, nhưng vẫn phải chịu đựng sự sỉ nhục từ những tên nhà giàu là con ông cháu cha, bị đánh cũng không dám phản kháng, nhận đủ mọi sự chà đạp từ những kẻ khác trong băng đảng. Đã một năm trôi qua, nhưng tên đại ca không tuân thủ lời hứa giúp Ji Chae-on kiếm tiền. Anh đành đưa ra ý kiến muốn kinh doanh hàng cấm. Hắn không muốn bị gắn mác là tên buôn thuốc phiện, không phù hợp với địa vị của mình, chửi mắng Ji Chae-on thậm tệ. Đàn em trung thành của Ji Chae-on cũng không hài lòng khi bị khinh thường. Còn Ji Chae-on làm sao chịu đựng được sự sỉ nhục? Ngay tối hôm đó đã dạy dỗ cho kẻ láo sực một bài học, lên kế hoạch tìm tên lái taxi, nhờ liên hệ với khách sạn băng đảng sắp đến nghỉ dưỡng, hợp tác với kẻ chuyên sử dụng dao tên Jong Hye-on để chiếm lấy Gangnam. Tên đại ca vẫn chưa hay biết gì về kế hoạch của họ, cùng đàn em ăn chơi xả láng. Đêm hôm đó, Ji Chae-on dẫn đầu đám đàn em bắt đầu phản loạn, ra hiệu cho Jong Hye-on đưa người vào trong, lập tức bắt đầu cuộc càn quét. Họ nhanh chóng chia ra các hướng, trực tiếp xông vào phòng xử lý những tên theo đại ca. Ji Chae-on đối đầu trực diện với Trung Sĩ Dung. Hai bên lao vào cuộc chiến tìm ra kẻ cầm đầu mới. Ji Chae-on đánh cược cả tính mạng vào trận quyết chiến này. Khi thấy phía Ji Chae-on đang dần chiếm thế thượng phong, tên đại ca thấy không ổn liều mạng phá vòng vây, tìm đường bỏ trốn nhưng bị phía Ji Chae-on chặn đường, té hồ còng tay hắn, còn lấy luôn chiếc đồng hồ đắt đỏ chọc giận hắn ta. Tên đại ca nhân cơ hội cầm cái kéo, đâm mạnh vào bụng té hồ, một đòn chí mạng lấy đi mạng sống người anh em của Ji Chae-on. Anh ấy đang đau lòng thì Trung Sĩ Dung cứ luôn miệng đòi đồng hồ. Ji Chae-on phẫn nộ phá bỏ kế hoạch của mình, rút con dao liên tục đâm vào tên khốn đó trả thù cho Tae-ho. Ngay sau đó Ji Chae-on đến Busan gặp ông trùm, thông báo tên đại ca đã phản bội băng phái của bọn họ, còn chụp ảnh làm bằng chứng để lấy lòng tin. Ji Chae-on nói dối Trung Sĩ Dung đã chạy trốn trước khi bị đưa đến đây, nhưng ông trùm rất đa nghi vẫn chưa tin tưởng những lời Ji Chae-on nói. Anh đưa ra điều kiện gửi hắn 50 triệu won mỗi tháng, thành công trở thành kẻ đứng đầu Gangnam. Ji Chae-on ngay lập tức tìm đến giáo sư Jun, lấy thông tin mật bắt đầu con đường kinh doanh. Trong quán có cô gái chơi thuốc quá liều, sinh ra ảo giác nhảy lầu mà mất mạng. Cảnh sát Nhật Bản lập tức tìm đến văn phòng kiểm sát quận Seoul, trao đổi với công tố viên trưởng, nghi ngờ một băng đảng ở Hàn đang buôn bán ma túy với ông trùm Nhật Bản. Họ cần phải thâm nhập để bắt giữ bọn chúng ngay hiện trường. Đội trưởng Do Hee-uk chạy đến vùng quê mà Jun-mo đang làm việc, mong anh có thể trà trộn vào tổ chức để tiếp cận Ji Chae-on, điều tra đường dây vận chuyển ma túy. Nhưng Jun-mo không đồng ý biến thành người xấu để bắt những kẻ đó, sợ gia đình vợ phát hiện tưởng mình đang làm chuyện điên khùng gì nữa. Ngay cả công tố viên trưởng Trang Sích cũng chủ động gặp Jun-mo, đánh vào điểm yếu người bố của anh từng là kẻ nghiện ngập, cho rằng Jun-mo sẽ không bao giờ được thăng chức với vết nhơ đó, làm anh ấy tức giận bỏ đi. Nhưng những lời nói đó thành công khơi dậy tinh thần chiến đấu của Jun-mo. Để không bị gia đình vợ khinh thường nữa, anh lập tức nhận nhiệm vụ, với điều kiện thăng chức lên hai bậc. Trang Sích rất hào phóng liền chấp nhận. Jun-mo cần tiếp cận người đứng đầu băng đảng Gangnam là Ji Chae-on. Những tên đó xem nhau như anh em nên rất khó để lấy lòng tin. Jun-mo đóng vai anh họ của Tae-ho, tên đàn em vừa chết trước đó, để tìm cơ hội thâm nhập, lấy tên là Won Si-ung-ho làm việc trong đội đánh cá, còn lại phía cảnh sát sẽ lo tất cả. Jun-mo xin nghỉ phép ở đồn cảnh sát với lý do bệnh hen suyễn, lập tức lên đường đến nhà hàng Ji Chae-on hay đến dùng bữa, như một tên ất ơ ngồi đọc truyện không thèm gọi món, yêu cầu nhân viên kêu Ji Chae-on đến gặp mặt, còn đánh luôn hai tên đàn em lôi theo cả đám côn đồ đến hỗ trợ, giả làm tên điên cố ý gây sự thành công gặp mặt Ji Chae-on. Hắn vừa ngồi xuống đã chú ý chiếc đồng hồ mà Jun-mo đeo, nó chính là của người anh em Tae-ho đã mất, khiến Ji Chae-on tức giận nắm cổ áo tra hỏi về chiếc đồng hồ. Jun-mo bình tĩnh chất vấn bọn chúng, đã tìm ra kẻ giết Tae-ho hay chưa, nhưng Ji Chae-on rất nghi ngờ với người anh họ từ đâu xuất hiện vào thời điểm này. Còn Jun-mo mặc kệ lời họ nói, liên tục chửi với bọn chúng chẳng khác gì lũ cặn bã. Sau khi đạt được mục đích liền rời khỏi nhà hàng, Ji Chae-on cùng đàn em lập tức đến nhà Tae-ho để xác nhận, đưa cho người bố một cọc tiền muốn moi tin tức về chiếc đồng hồ.
và người anh họ xa lạ. Ông ta nói Jumbo thực sự là anh em thân thiết của Teho từ hồi tiểu học, không hề lấy một đồng tiền nào từ Jicheon và mong đừng tìm đến nhà mình nữa. Tất cả đều nằm trong dự tính của phía cảnh sát. Hôm sau Jumbo tìm đến văn phòng của Jicheon theo danh thiếp, mới vào cửa đã được sự chào đón nồng nhiệt từ các đàn em. Jicheon đưa túi tiền để Jumbo không làm loạn nữa, nhưng mục đích của anh đâu phải vì tiền. Thằng mặt chửi Jicheon là thằng rẻ rách định bỏ đi. Thế là cả đám lao đến muốn dạy dỗ Jumbo. Ai ngờ họ chỉ là những tên to xác đánh đấm chẳng ra sao, bị anh đánh cho tơi tả. Chẳng ngán thằng nào điên cuồng đập bọn chúng một cách tàn nhẫn. Khẳng định bản thân phải trả thù cho Teho, để đóng tròn vai người anh họ, Jumbo chăm chỉ phát tờ rơi tìm tên đại ca đã chết, thành công cho đám đàn em của Jicheon thấy được sự nhiệt huyết của mình. Tên đàn em thân cận của Jicheon, Hiseong tìm đến kẻ cầm đầu băng phái kẻ thù trước kia, nói xấu Jicheon sau khi kiếm được nhiều tiền chẳng coi ai ra gì, muốn hợp lực để cùng nhau hạ gục Jicheon, kích thích hắn trả mối thù năm xưa. Hắn liền đến gặp ông trùm, xin ông ta cho mình trả thù cho đại ca, nhưng ông trùm khá đắn đo vì Jicheon tháng nào cũng gửi tiền đầy đủ cho mình, nghe tên đó sẽ đưa số tiền gấp đôi làm kẻ tham tiền, như ông ta khó lòng từ chối. Hiseong đưa hắn đến trước tòa nhà tối nay băng đảng tổ chức ăn mừng, cẩn thận hỏi tên cầm đầu về kế hoạch, chu đáo muốn nhận vũ khí của bọn họ trước, bảo mình sẽ đặt chúng dưới quầy bar cho thuận tiện, còn Jumbo cũng được gọi đến vào thời điểm đó. Jicheon đưa ra đề nghị gia nhập băng phái của mình. Đúng lúc này đám người muốn giết Jicheon xông vào. Jicheon nói họ là đàn em của kẻ đã giết Teho, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Jicheon. Vũ khí bọn chúng đã bị lấy đi. Tên cầm đầu biết mình bị chơi xỏ nhưng vẫn liều mạng muốn giết Jicheon. Jumbo cũng nhiệt tình tham gia. Jicheon liên tục bị tấn công. Hai người cố gắng xử lý bọn chúng nhanh gọn. Hóa ra nơi này đã bị đàn em Jicheon bao vây. Hai bên lao vào điên cuồng đánh nhau. Chỉ trong vài phút liền bị phe Jicheon dọn sạch. Tên cầm đầu bị chúng đánh gãy chân thành kẻ tàn phế. Tất cả chỉ để Jicheon dọn sạch sẽ kẻ chống đối mình. Thành công có lý do để lật mặt với ông trùm. Ông ta liền cho người xử lý Jicheon. Tiệc ăn mừng tối nay là món quà dành cho Teho. Jicheon rất yêu quý người anh em đó, mong có thể mở quán kinh doanh hoàn thành mong ước của Teho. Chủ động nói mình đã giết tên đại ca xé hắn thành từng mảnh. Jumbo như kế hoạch được Jicheon cho vào tổ chức. Có nhiều đàn em vẫn không hài lòng nhưng cũng không dám ho hé. Jumbo trở thành em út của băng phái. Công việc hàng ngày là tuần tra khu vực với tên côn đồ khác, xử lý mâu thuẫn tranh cãi xảy ra. Một thời gian trôi qua không tra được manh mối gì quan trọng, còn Uy Dung đang làm việc tại cơ quan cảnh sát thành phố Seoul. Cô khá thoải mái trong cuộc thẩm vấn của mình, cố gắng khuyên cậu sinh viên đưa ra lời khai để được giảm nhẹ án. Đến hôm nay Uy Dung mới biết chồng mình đã xin nghỉ ở đồn cảnh sát, cố gắng liên lạc mong Jumbo sắp xếp đi ăn cùng mình. Anh nói dối rong đê ra ngoài có việc, cũng may hắn dễ tin người lập tức đồng ý. Uy Dung tỏ ra bình tĩnh ngồi ăn bánh gạo, đợi Jumbo chủ động kể chuyện gì đang xảy ra. Anh đành nói mình đang hoạt động ngầm để bắt kẻ buôn ma túy. Cô chưa kịp phản ứng Jicheon cùng đàn em bỗng xuất hiện ở đây. Jumbo hoảng hốt chuẩn bị lựa lời giải thích, không ngờ rằng Uy Dung và Jicheon đã quen nhau trước đó. Jicheon còn biết rõ cô đang làm cảnh sát. Jumbo lập tức bị đánh sấp mặt chất vấn sao lại tiếp cận cảnh sát. Anh cố giải thích họ là bạn tiểu học, bảo bố mình đang bị giam giữ nên mới nhờ Uy Dung giúp đỡ. Họ đều không tin tưởng Jumbo, những sự trùng hợp đó khó mà giải thích được. Còn Jicheon chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình. Anh ta có sợi dây chuyền giống với cái ở trong hộp trang sức của Uy Dung. Hai người đã quen nhau tại nhà thờ lúc trung học. Sợi dây chuyền đó chính Uy Dung tặng cho Jicheon. Hai người đều có tình ý với đối phương vào thời điểm đó. Đến một ngày gia đình của Jicheon gặp biến cố, hai người từ đó không còn liên lạc với nhau. Uy Dung đến bệnh viện thăm mẹ, cùng bà nói về Jicheon. Họ biết anh ta đang làm xã hội đen và thấy tiếc về điều đó. Jicheon lập tức muốn điều tra về lý lịch của Jumbo và chồng của Uy Dung. Cô rất lo lắng gọi điện hỏi thăm chồng. Còn Jumbo luôn băn khoăn về mối quan hệ giữa Jicheon và vợ mình. Uy Dung rất thất vọng khi tiền bối Do Hee-up để Jumbo thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Nhưng phía cảnh sát vẫn cố gắng đợi diễn biến tiếp theo. Tên tay sai lập tức lấy được thông tin về hai người, đến đưa cho Jicheon. Thông tin về Jumbo không có gì đáng ngại, cần thêm thời gian để xác minh. Hắn cũng tìm được ảnh của chồng Uy Dung. Sau khi nhìn rõ mặt người đó, Jicheon liền gọi Jumbo vào trong. Anh ấy rất căng thẳng khi phải đối mặt với Jicheon. Cũng may phía cảnh sát kịp thời tráo đổi ảnh người chồng thành Do Hee-up. Còn Jicheon gọi Jumbo đến chỉ tò mò giữa mình và tên đó ai đẹp trai hơn. Jumbo thoát khỏi sự nghi ngờ của hắn ta. Tối hôm đó, có một đám người kéo đến tòa nhà của Jicheon. Jumbo cũng kịp thời chạy đến muốn cứu đại ca. Trong lúc Jicheon chỉ có một mình không biết làm sao, Jumbo xông vào hét lớn mình chính là Jicheon thu hút sự chú ý. Hai bên lập tức xông đến đánh nhau dữ dội. Jicheon cầm súng muốn bắn nhưng sợ trúng Jumbo nên không thể ra tay. Đám người cũng vội vã rút lui.
Di Che Ôn tự mình đưa Jun Mo đi khâu vết thương, họ đều nghĩ rằng đám người đó là tay sai của ông trùm, muốn phái người giết Di Che Ôn, còn anh ta đang nghĩ đến khoảnh khắc Jun Mo liều mạng bảo vệ mình, chọn anh ấy làm cận vệ sau này, mặc kệ sự ngăn cản từ những kẻ khác, hóa ra những người vừa rồi là do cảnh sát đóng giả. Mục đích giúp Jun Mo lấy được sự tin tưởng từ Di Che Ôn, sau đó Jun Mo được đến ở cạnh phòng của Di Che Ôn, thành công đóng quân vào căn cứ của bọn chúng. Di Che Ôn hỏi anh Uy Dung vẫn dễ tính và ngầu như xưa chứ, sự thân thiết đó khiến Jun Mo vô cùng khó chịu. Hắn cùng Jun Mo đến bệnh viện thăm mẹ Uy Dung, anh viện lý do không thể vô trong sợ lộ thân phận của mình. Ông trùm sang Nhật Bản bàn chuyện muốn xử lý Di Che Ôn, muốn để tự mình quản lý khu Gangnam, nhưng đàn em của sếp Kanemoto không tán đồng. Vì Di Che Ôn luôn xem ông ta như một người cha, ông trùm cũng không thèm quan tâm lời khuyên tự làm theo ý mình. Mẹ của Uy Dung vẫn nhớ Di Che Ôn và khá yêu quý anh, cũng lấy làm tiếc khi mẹ Di Che Ôn xảy ra chuyện. Hai người thân thiết cùng nhau đi dạo dưới ánh mắt khó hiểu của Jun Mo. Bà còn dặn dò Di Che Ôn nên tìm công việc khác để ổn định cuộc sống. Lúc này ông trùm bên Nhật gọi đến, anh thân thiết gọi bố thông báo tiến hành theo kế hoạch. Kanemoto liền trừ khử ông trùm, còn tên đàn em may mắn chạy thoát. Hôm nay Di Che Ôn cùng đi câu cá với hai đàn em trung thành. Đây là cơ hội tốt để Jun Mo tìm manh mối. Tranh thủ trong lúc dọn dẹp, Jun Mo liên tục tra hỏi tin tức. Tất cả đều ra ngoài để ăn chơi, chỉ còn Jun Mo ở lại canh giữ. Anh tìm cách để nguồn điện tự ngắt, lấy máy ảnh chụp lại tài liệu trong văn phòng. Jun Mo cẩn thận ghi hết ngày sinh của băng Gangnam để nhập mật khẩu phòng Di Che Ôn, nhưng tất cả đều không đúng. Chợt nghĩ tới ngày sinh của vợ mình, nhập thử không ngờ thực sự mở ra được. Bỏ qua cơn giận trong lòng, tranh thủ chụp lại tất cả. Nhưng có điểm nghi ngờ chính là việc họ thường xuyên đi câu cá, nhưng lại không có dụng cụ chuyên dụng. Cảnh sát Nhật Bản phát hiện giấy tờ tùy thân của ông trùm bên bờ biển, nghi ngờ thủ phạm đã phi tang xác xuống biển. Trên đường có thanh niên lái xe đến cửa hàng quần áo, tên này phân phối thuốc cho những con nghiện nhỏ ẩn giấu sau hộp đựng pha lê. Bỗng vài tên đối thủ của Di Che Ôn xuất hiện đánh tên đó vô cùng thảm thương. Bọn chúng muốn tra hỏi hắn đang bán hàng cho ai, mặc dù không muốn tiết lộ, nhưng bị tra tấn đau đớn như vậy cũng đành khai ra. Bỗng hai tên đàn em phát hiện chiếc đèn pin là của cảnh sát, nó rơi lại vào ngày đám người xông đến muốn đánh Di Che Ôn. Hắn ngẫm nghĩ đến mục đích cảnh sát dựng vở kịch đó, kẻ đứng sau bán hàng cho tên thanh niên chính là băng đảng của Di Che Ôn. Khi bọn chúng vừa đến nơi, một tên cao to với biệt danh Baby ngáo đá lấy đồng hồ của Dê Ông Be, tên cầm đầu còn liên tục tát vào mặt hắn. Cả bọn bỏ thanh niên sắp tắt thở ở lại, lôi Dê Ông Be theo. Không biết Di Che Ôn cùng Hi Se Ong đang theo sát phía sau, điên cuồng đâm vào xe hắn ta. Trong tích tắc 3 giây bọn chúng liền bất tỉnh nhân sự. Phía bên kia dòng Leon chợt gọi Jun Mo cùng mình đến nơi hẻo lánh gặp Di Che Ôn. Jun Mo vừa đến đã phải chứng kiến cảnh bọn họ đánh tên cầm đầu khi nãy, tra tấn tên đó một cách quá tàn nhẫn. Còn Di Che Ôn lặng lẽ đưa súng cho Jun Mo, ra lệnh bắn tên đó chứng tỏ lòng trung thành. Jun Mo căng thẳng chĩa súng về phía hắn ta, liên tục nhận được sự hối thúc từ Di Che Ôn. Jun Mo bất lực đành cắn răng làm theo.